Chào các bạn, hôm nay pin Hà Nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu mẫu pin tiểu của hãng con ó. Đây là mẫu pin R6P Kit KID đấy. Tức là mẫu pin chuyên dụng dành cho đồ chơi của trẻ em. Được đóng gói theo vỉ 4 viên. Kích cỡ là hai chữ A là pin tiểu đấy ạ. Và đặc trưng của cái vỏ pin này là màu vàng và màu xanh. Thì con ó là một nhãn hiệu pin rất nổi tiếng của của công ty pin Pinaco. Công ty pin Aqui Đồng Nai đấy ạ. Được sản xuất tại Việt Nam. Mã tương đương là R6 UM3 Hoặc là AA Điện thế là 1,5V Pin này là không có thủy ngân Và các DMI Nên khá là an toàn Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Trên vỏ pin thì bao giờ cũng sẽ in cái hạn sử dụng Như viên pin này hạn sử dụng là khoảng 4-5 đến năm Đây là hạn tháng 4 năm 2027 Trên này nó sẽ có cực dương Còn dưới này là cực âm Với kích thước thì cái pin tiểu Bao giờ cũng sẽ có chiều cao là khoảng 50 mm còn đường kính 13,6 mm điện thế là 1,5 v và pin này thích hợp thì bạn lắp vào cái đồ chơi trẻ em với giá thành rất là hợp lý và để tìm hiểu kỹ hơn về các cái viên pin của hãng pin con ó có một hãng pin rất lâu đời của Việt Nam từ 1954 các bạn có thể liên hệ pin Hà Nội tại trang web pinhanoi.com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo